Ok, lên em. Chào mừng anh em đến với video ngày hôm nay. Hôm nay thì tôi sẽ cùng chơi game và bắt đầu một chuyên mục mới gọi là review game. Cái mục review game này nó sẽ ngắn gọn hơn cho anh em một cái nhìn tổng thể về game rất là nhanh gọn đơn giản, không phải tốn quá nhiều thời gian khi tôi chơi một con game khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Trong cái review game này tôi cố gắng truyền tải những gì tôi cảm nhận tốt nhất trong game dưới một góc nhìn là game thủ như anh em thôi, chứ không phải là dân chuyên nghiệp hay đánh giá cao siêu gì. Nói chung là game thủ chúng ta là một người chơi bình thường trải nghiệm con game sao thì tôi cố gắng truyền đạt tốt nhất có thể. Hôm nay thì tôi sẽ truyền đạt review ngắn gọn đến anh em một con game gọi là mới ra mắt gần đây, có khá nhiều anh em yêu cầu chơi nên tôi cũng là trình thủ thử qua rồi làm cái video review này luôn. Này, game này có tên là No Gate for the Wicked, tức là không nhân nhượng đến cái. Tôi cũng mới viết cái review, anh em nào muốn đọc chữ thì cứ lên trang web của tôi đọc, tôi vừa mới đăng gần đây. Còn anh em nào mà muốn xem video á thì đây là cái video dành cho anh em để nghe và đọc chữ, nhiều một số cái dòng chữ thôi, chủ yếu vẫn là nghe và nhìn nó hợp mắt hơn, thay vì những cái dòng chữ quá là gồm gà dài dòng như thế này. Tôi sẽ cố gắng đúng gọn cho anh em. Đầu tiên vô á thì giới thiệu sơ qua về con game đó, tôi có để link template này. Đây là nhà phát hành họ đang chơi số bồ cát. Đây là con game No Gate for the Wicked, nó thì thể loại là hành động nhập vai. Đây, hành động nhập vai chặt chém góc nhìn 3D nhưng mà góc nhìn top down trên xuống nha. Do nó giới thiệu một cách đơn giản á, thì nó là một cái bối cảnh dialog với phong cách hành động của Soul Like, gọi là Dead Soul cũng được, Dead Soul không vào phiên bản góc nhìn top down trên xuống. Game hiện mới ra mắt trên Steam vào ngày hôm qua nhưng mà đang bị đánh giá mixed. Phần lớn cái đánh giá này nói về hai cái điểm. Thứ nhất là cái điểm là tối ưu con game nó chưa thực sự tốt, anh em cần phải có những cái dàn máy cao mới có thể trải nghiệm con game này. Cái thứ hai nữa là một vài tính năng chưa được hoàn thiện trong phiên bản Early Access đó, anh em thấy rõ ràng rất là ấn tượng. Con game này đang trong giai đoạn Early Access nên nó vẫn chưa có hoàn chỉnh, anh em mà xuống tiền bây giờ á thì cũng hơi khó khăn nếu như anh em mà chưa muốn một con game đầy đủ, mặc dù giá game không rẻ nha. Nên em có thể chờ con game full review hoặc là đến khi mà cái phiên bản Early Access này thực sự làm tốt những gì anh em thấy xứng đáng với giá tiền á thì anh em hãy cân nhắc về cái việc là có mua con game này hay không. Game này thì giá nó không hề rẻ, nó tới tận 40 đô nữa. Đây, giá gốc là 40 đô, khi giảm giá 10% thì nó còn lại là khoảng 36 đô. Ở Việt Nam đồng của mình á thì mức giá nó cũng được trợ giá khá nhiều rồi, tuy vậy thì nó vẫn khá là cao luôn, gần 500 nghìn. Hiện tại đang giảm 10% á thì vẫn còn khoảng 4.6, con số rất là cao cho một con game Early Access, nên em có thể cân nhắc cái việc mà giá tiền nó có xứng đáng với chất lượng hay không. Nhưng mà trước khi lướt lướt qua Steam game này á thì chúng ta coi thử cái trailer của con game, anh em sẽ thấy tại sao mà nhà phát hành dám đặt cái mức giá cao đến như vậy trong giai đoạn Early Access này. Đây là cái trailer mà tôi rất là ấn tượng từ cái đợt mà Game Awards tới giờ, nên tôi ưu tiên nó đưa nó vào trong cái bài viết luôn. Trailer chỉ có khoảng 2 phút thôi nhưng nó truyền tải rất là nhiều hình ảnh, rất là tuyệt vời. Anh em có thể coi thử, hãy dành ra 2 phút để xem cái trailer của trò chơi với chất lượng hình ảnh đầy tính nghệ thuật của Mon Studio, một studio có từng rất nổi tiếng với cái dòng game Ori. Anh em nào chắc cũng biết đến Ori ở trên, nếu anh em thích mấy dòng game 2D chứ gì. Ori ở trong rừng nè, với lời thì thầm của Ori nè. Đây là cái dòng game Montuyo, họ chuyển từ cái con game 2D sang 3D này. Và đây, chúng ta hãy thử qua cái nghệ thuật hình ảnh của video. My sister Finn, she sings like morning. My sister True, she laughs like noon. My sister Grace, she drowned this evening, but still visits by the light of the moon. We prayed for summer, we prayed for fall, to prosper, to love, to forgive. So that we may move.
but not quite the same. Đó, một cái trailer chỉ khoảng 2 phút thôi, nhưng nó có rất nhiều cái giá trị nghệ thuật trong đó luôn. Xem đi xem lại vẫn rất là ấn tượng, cực kỳ gây nghiện luôn nha. Rồi, khi mà anh em bắt đầu trò chơi, anh em sẽ đến với cái phần tạo nhân vật. Nó rất là độc đáo luôn. Anh em nhìn cái hình này là biết nó độc đáo ra sao. Phần tạo nhân vật này, anh em nhìn kỹ cái tạo hình, tay rất là dài luôn. Cái mà chân thì nó lại lúc to, cái này nhân vật nữ nha. Còn ngược lại cái nhân vật nam á, thì cái tay nó bự, rất là bự luôn. Cái chân nó lại nhỏ tẹo à, giống hệt như là những cái người lùn mà độc đáo đặc biệt vậy đó. Nên cái phần tạo hình của game này gọi là nó phong cách gọi là stylist cánh tiệu rất là nhiều, chứ không phải là theo hướng tả thực nha. Mặt của cái nhân vật trong này nó cũng rất là dài luôn, chứ không phải là mỗi cái tay chân không, tức là mấy cái hình khuôn mặt nào đó, nên em sẽ thấy nó rất là dài nè. Nên đầu tiên là cái phong cách đồ họa trong game này là anh em sẽ thấy là nó không phải tả thực, nhưng mà anh em nhìn cái phần nhìn nó thì vẫn chấp nhận được, rất là tốt với cái phần tạo hình nhân vật này. Còn bối cảnh trò chơi, đây bối cảnh trò chơi trong con game thì cái đoạn trailer nãy cũng trình tải khá nhiều rồi. Là anh em đến một cái vùng đất gọi là cái hòn đảo gọi là Isola Scaria này nè. Đó, cái hòn đảo này bây giờ nó bị bao trùm bởi dịch bệnh. Khi mà ông vị vua đầu tiên băng hạ với vị vua là Halo qua đời á, thì để lại cái nền chính trị rất hỗn loạn luôn. Cái hòn đảo này lúc này nó cũng bị dịch bệnh luôn. Anh em nhiều người lợi dụng cái dịch bệnh này để bắt đầu thể hiện quyền lực phe phái của mình. Cũng một số cái tín đồ bên mà nhà thờ cũng bắt đầu giật dây về cái kẻ đứng đằng sau nhà thờ nè, muốn sử dụng cái dịch bệnh để vạch ra một kế hoạch cho một cái vị thần của mình bằng cái sự chết chóc để ám ảnh. Thì chúng ta là người chơi đóng vai là một xe game, thành viên của nhóm chiến binh thần thánh có sức mạnh và tiềm năng rất là vượt trội, được cử đến cái vùng đất này để điều tra về cái căn dịch bệnh cũng như ngăn chặn nó. Thì tất nhiên là trong con game thì đâu có đơn giản vậy, anh em phải chiến đấu rất là liên tục luôn, hành động chặt chém rất là ấn tượng trong cái trò chơi này. Về cái bản Elite Access này vẫn là Elite Access, nhưng mà thời lượng của trò chơi truyền tải thì theo nhà phát hành họ nói là từ 15 đến 25 giờ, không phải chính xác, không phải nhà phát hành là của nhà dev mà của dev lập trình game này. Đây anh em có thể đọc tính năng này, 25% 25 giờ chơi đó. Nên thực tế trong con game này khi mà tôi trải nghiệm chỉ là khoảng 10 đến 12 giờ chơi thôi là anh em có thể trải nghiệm gần hết của cái nội dung của cái bản Elite Access này rồi. Nên con số 25 này giờ này, nếu như anh em chịu tìm tòi nhiều hơn, khám phá tất cả mọi thứ, soi lùng từng ngóc ngách luôn, thì nó mới đúng là 25 giờ đó. Về cái nền tảng đồ họa thì tôi cũng nhắc đến rất là nhiều lần nãy giờ, nó rất là đẹp luôn, cực kỳ ấn tượng luôn đó. Từ cái phần đồ họa, phong cách thiết kế, môi trường, đổ bóng ánh sáng, tất cả mọi thứ nó đều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên để đánh đổi sau cái sự tuyệt vời này thì anh em sẽ phải hy sinh rất là nhiều, nhất là anh em cần phải có một cái cấu hình máy cực kỳ cao. Cấu hình máy tôi không biết họ còn ghi dưới đây không đó. Thực ra cái cấu hình này á chỉ đủ cho anh em chiến ở mức mà tương đối ổn, ở mức 60 fps thôi, chứ không thể full setting được nha. Đây cấu hình này là không có full setting đâu. Tôi cũng đã thử qua coi trên cái cấu hình này rồi, nó ở mức là lương chừng thôi, nên con game này việc ban đầu á tối ưu rất là tệ luôn. Đây để xứng đáng được cái hình ảnh tuyệt vời đó thì anh em phải hy sinh rất là nhiều thứ. Còn anh em ở cái cấu hình máy ở mức trung bình á thì anh em phải hy sinh cái đồ họa đi rất là nhiều, đánh đổi những góc nhìn mãn nhãn và thị giác này, thì bạn phải có một cái cổ máy ở cấu hình ở mức tốt để trải nghiệm đầy đủ và chấp nhận việc FPS không ổn định, trồi sụp rất là liên tục luôn. Nhất là cái thời điểm ra mắt ở ngày đầu tiên như thế này thì việc tối ưu rất là khó. Đây anh em kéo xuống cái phần mà đánh giá ở dưới, anh em sẽ thấy ngay một cái bình luận được rất là nhiều lượt thích nè. Đó, rất là nhiều phần thưởng luôn. No get for the review, tức là không có nhân nhượng với cái kẹp màn hình của bạn, nó sẽ khai thác triệt để cổ máy của anh em luôn. Nên con game này ở cái giai đoạn mà ra mắt, cái phần đồ họa thì rất là tuyệt vời bao nhiêu thì đánh đổi đây đó là cái phần cấu hình nó cũng yêu cầu cao, rất là cao luôn. Trong con game tôi nhớ có một cái tùy chọn gọi là DLSS, nhưng mà game này có DLSS trong game nhưng mà họ chưa có triển khai nó thành công. Họ chỉ ghi đó một cái tính năng trong game DLSS thôi, nhưng mà nó bị ẩn đi, mở ngoặc ra là ghi là coming soon, tức là sẽ xuất hiện trong tương lai. Còn tính năng FXG thì cũng không có luôn, cũng không có bất kỳ lời hứa hẹn luôn nha. Nên anh em mà quan tâm con game này, việc đầu tiên của anh em á, cấu hình máy phải đủ mạnh đó. Cấu hình máy yếu thì tôi thực sự khuyên anh em nên cân nhắc thêm, chứ mà cấu hình máy yếu là khoảng dưới 3060 đổ xuống á, thì anh em nên cân nhắc về cái việc đó, hoặc là chấp nhận một cái trò chơi mà
nó rất là đẹp nhưng anh em không thể trải nghiệm đầy đủ. Còn phần âm thanh thì cái dòng game Ogi thì nói về cái phần âm thanh quá đỉnh này, âm thanh trong game này cũng rất là tuyệt vời luôn, âm môi trường rất là chi tiết và đều đặn nè, tạo cảm giác tĩnh mịch giữa màn đêm. Đoạn ban đầu anh em vô trong game á thì cái đêm trường nó rất là tăm tối, rất là ấn tượng đó, thậm chí mấy cái phần đấu boss nữa nghe rất là hoành tráng, rất là bi chén luôn, nên anh em đánh boss là cảm nhận cái âm nhạc trong game này rất là ấn tượng luôn. Tuy nhiên thì nó lại không có đủ nhiều, nó chỉ xuất hiện là thi thoảng cho anh em mà trải nghiệm tí cái nền tảng âm thanh chất lượng thôi, còn mà xuyên suốt từ đầu đến cuối thì cũng hơi khó, cũng khá là ít. Nên cơ bản âm thanh á thì nó vẫn làm tốt đúng như những gì bạn mong đợi luôn, nhưng mà nó chưa đến mức hoàn hảo, nó phải thêm một tí nữa thì nó mới thực sự hoàn hảo. Nói chung thì đồ họa là 10 trên 10, âm thanh thì cũng 7 8 trên 10 đó, nhưng mà bù lại cái phần tối ưu thì rất là tệ, chỉ một hai điểm trên 10 của tối ưu thôi. Tiếp theo thì nói về cái phần thiết kế bản đồ trong game này, nó rất độc đáo và lắt léo đó, tôi đưa thẳng lên đây luôn, rất là độc đáo và hiểu léo léo. Cho anh em coi tấm hình này nè, trong cái đoạn trailer nãy thì cũng có luôn. Đây, tôi nhớ cái đoạn trailer cũng có một cái cảnh đó. Đâu ta? Đây đây đây. Anh em để ý thấy cái bản đồ này, nó không chỉ là một cái mặt cắt ngang mà nó còn trái phải trên dưới có chiều sâu rất là nhiều. Nó không chỉ mặt ngang thôi, nó còn theo chiều dọc nữa. Đây, như tôi đã đề cập tới đến đây. Đó. Ưu điểm đầu tiên á, việc thiết kế vùng đất ban đầu rất là tốt luôn. Trong khi mà Studio ban đầu họ phát triển từ con game 2D lên 3D. Nhưng mà nhiều khu vực địa hình họ vẫn có là làm rất tốt cái điều này. Tầng lớp trên dưới rất rõ ràng, bản đồ không chỉ đơn thuần mà chiều ngang mà còn có chiều sâu nữa. Tức là không chỉ mặt cắt ngang, nó còn có chiều dọc trên xuống nữa. Anh em sẽ khám phá được rất là nhiều thứ. Nhiều khi anh em chơi qua một đoạn rồi đó nhưng mà không để ý cái chỗ đó, thậm chí đến khi coi lại cái video người khác chơi hay là tình cờ đi lạc vô thì mới phát hiện cái chỗ nó ẩn đằng sau đó. Như là một nơi mình có thể leo lên một cái tòa tháp, như anh em có thể leo lên mấy cái tòa tháp đổ này, tìm thấy một cái gương hay là một cái món đồ nó ẩn giấu, hoặc là phút cuối con đường đó, có một cái cầu thang nào nó chỏ xuống để anh em đi vào đó tìm một ra một cái đường hầm và nhận nhiệm vụ mới. Nói chung thiết kế bản đồ con này rất là lắt léo luôn, rất là tuyệt vời. Đánh giá của tôi về cái điểm này rất là tốt. Nhưng anh em thấy chữ nhưng không? Thiết kế bản đồ thì rất là chất lượng nha. Đó, anh em nhìn thấy này nè. Tuy nhiên có một điều á là con game này trong giai đoạn Early Access nên nó còn thêm một số bất cập. Đầu tiên là cái điều khiển. Cơ chế điều khiển nó rất là khó chịu luôn. Đó, nhiều khi anh em di chuyển á, leo lên anh em lại bị trượt xuống, anh em chạy nhảy nhưng mà không tới. Cái góc nhìn anh em là không biết chỗ nó có thể leo hay là không biết leo từ chỗ nào để lên chỗ đó. Nên anh em sẽ bỏ sót cái nội dung rất là nhiều, hoặc là anh em trên cái đường đi đến cái chỗ đó leo lên thì nhảy xuống rồi á, leo trèo rồi bò bò rồi á thì nó bị trượt chân cái là đi luôn, rất là khó chịu. Nên cái việc điều khiển này anh em chơi trên máy tính thì cũng di chuyển thì tốt nhưng mà chiến đấu thì tệ, còn anh em chơi trên tay cầm á thì phải định hướng chính xác để di chuyển nha. Nhất là cái phần camera nó cũng thiết kế không có hợp lý nữa, nên nhiều lúc anh em là sẽ lia cam vô mấy cái cảnh mà anh em không nhìn thấy gì hết, không biết mình đang ở đâu đang làm gì luôn. Nên góc quay bất hợp lý nè, lại khiến nó càng mơ hồ hơn nữa. Một điểm trừ khá nặng nữa, đó chính là cơ chế điều khiển không thực sự tốt. Nên mấy cái phần này nhỏ nhỏ nhặt này á, tôi nghĩ là trong cái bản Early Access này mới có lỗi thôi. Khi nào game ra mắt hoàn chỉnh, thì nhà phát hành họ sẽ fix được. Họ cũng tối ưu được mấy cái phần này. Nên hiện tại bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được chính xác cái này là điểm trừ khuyết điểm không. Nên có thể chờ thời gian trả lời đi. Trong game này tôi thích cái phần khám phá bản đồ, nó nhiều rất là nhiều ẩn ý nhưng mà cũng không đến mức là lạc lối hoàn toàn giống như con loa phay lần lần trước tôi chơi là tôi bị lạc luôn, mình không biết đi đâu và làm gì cả. Tiếp theo là cái phần gameplay, cái phần quan trọng nhất của con game này. Nói về gameplay thì con game này anh em có thể nói đơn giản là hai câu: điên luôn, bối cảnh điên luôn, kết hợp với phong cách chiến đấu và đánh sâu theo cái góc nhìn top down trên xuống đó. Hệ thống chiến đấu thì nó phụ thuộc vào nhiều cái loại vũ khí của anh em. Những cái vũ khí này nó rất là nhiều loại luôn để người chơi có thể lựa chọn theo cái mà tin hồi nãy tôi mở đó. Anh em đọc cái dòng cuối nè, đây dịch ra luôn nè, có khoảng 100 loại vũ khí với những cái chiêu thức độc đáo rất là đặc biệt. Thì đây là những cái vũ khí trong con game, những thôi nha chứ không phải là tất cả toàn bộ, đây là chỉ một vài cái vũ khí trong game thôi. Anh em để ý là có cây kiếm thường nè, hai cây dao găm nè, trọng kiếm thì trường kiếm rồi rất là nhiều thứ đó. Hai cái này cái đầu với cái cuối chỉ giống nhau thôi. Trong game này thì có khoảng là 7 8 loại vũ khí á, rất là nhiều thứ luôn.
Đây, để tôi mở ra tấm ảnh nữa. Là thôi, không cần đọc. Vũ khí này, giống như anh em xem nó có nhiều chi tiết nè. Đầu tiên là cây kiếm đi. Cây kiếm thì nó cho anh em một tốc độ đánh rất là ổn định. Đánh ổn định một tay nên em có thể trang bị thêm một cánh khiên rồi đó để phòng thủ hoặc là đỡ đòn. Thì ngược lại, cái dao găm này, tốc độ đánh nó rất là nhanh nhưng mà sát thương nó lại yếu nè. Đó. Thì tương tự với cây trường kiếm này, anh em sẽ đánh cái đòn đánh rất là uy lực 21 đam nhưng mà nó cực kỳ chậm nha. Ngoài ra thì đây, anh em thấy nó có tốn 25 stamina. Tức là anh em chém khoảng 3 4 cái là lúc đó chỉ có phát kiếm đi bộ thôi chứ không làm được gì. Thì cái dao găm này anh em chém được nhiều hơn, rất là nhanh, rất là linh hoạt, rất là cơ động luôn. Anh em có thể đánh né đòn lăn lóc gì đó, vẫn có lượng stamina đủ để làm cái điều đó. Ngoài ra thì anh em sẽ để ý thấy là một cái dòng gọi là scale whip này, tức là nó phát triển theo cái hướng này. Khi anh em cầm cái kiếm anh em sẽ có tăng vào cái chỉ số trên, cái số bàn tay này. Anh em tăng càng nhiều thì nó lại càng mạnh thôi. Thành ra lúc đó anh em tăng quá nhiều vào trên để có thể sử dụng mấy cái vũ khí mạnh này thì anh em muốn đổi qua vũ khí khác thì nó lại phụ thuộc vào cái chỉ số khác. Điều đó khiến anh em là đổi vũ khí ở cái giai đoạn về sau á rất là khó luôn. Tại vì mấy cái chỉ số của nhân vật anh em nó đã tăng vào cái từng vũ khí tương ứng rồi. Anh em muốn đổi qua vũ khí khác thì nó hơi khó anh thấy. Điều này khiến cái đa dạng nhiều vũ khí á, nhưng mà thực ra anh em chỉ xài được một vài loại trong đó thôi. Quá nhiều loại vũ khí đi, nhưng mà nó lại tính theo cái chỉ số nhân vật nữa, chứ không phải đơn thuần là vũ khí. Điều đó khiến anh em mà cũng khó chuyển qua chuyển lại. Nói chung là anh em là thích cái thể loại nào thì gần như chơi cái thể loại đó. Sau này muốn thử thể loại khác thì cũng hơi khó. Đó là cái thứ nhất thôi. Cái thứ hai nữa là các cái dòng phụ của vũ khí này. Đó, anh em sẽ thấy có một vài cái dòng phụ dưới đây. Nó từ bốn cấp bậc là từ trắng, xanh, tím, vàng. Mấy cái dòng phụ này, mấy cái vũ khí là cái dòng phụ này nó sẽ gỡ ra ngẫu nhiên luôn. Điều này tăng cái cơ chế may rủi rất nhiều. Anh em chơi như thế này, người khác lại chơi như thế khác, nó gỡ ra cái vũ khí khác, nên thành ra anh em cứ tìm được cái vũ khí hợp tay của mình đó, phù hợp với chỉ số của mình đó, nó rất là khó. Nhất là cái giai đoạn đầu game á, anh em không thể làm chủ được vấn đề này đâu. Phải từ giai đoạn giữa game về sau á, anh em có thể chế tạo vũ khí thì nó mới khắc phục được. Nên những anh em mà chơi game cái giai đoạn ban đầu sẽ thấy nó rất là khó chịu, nó không hợp với mình. Thì cố gắng chơi về sau đi, biết đâu anh em có thể có một cái vũ khí hợp tay nào đó, anh em lại thích con game, thích cái cơ chế chiến đấu của nó chẳng hạn. Một cái vấn đề nữa là anh em để ý cái dòng này nè, đó nó có hình cái búa như 100 x 100 nè. Cái này gọi là chỉ số độ bền của vũ khí, nó nằm ở tất cả trang bị luôn. Thậm chí nằm ở phần một cái công cụ đó, tí nữa sẽ đề cập vấn đề này. Cái chỉ số độ bền á, khi anh em mà sử dụng cái vũ khí này nhiều thì tất nhiên nó giảm độ bền rồi. Rồi còn một điều nó giảm độ bền rất là khó chịu là khi anh em chết. Đó, anh em chết thì nó không có trừng phạt anh em gì nhiều đâu, ngoại trừ một điều duy nhất, đó là cái độ bền này của mấy cái trang bị nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Thành ra khi anh em tìm được cái vũ khí phù hợp á, em phải quan tâm cái độ bền của nó nữa, cứ rất là khó chịu đi. Nhất là ở giai đoạn ban đầu á, cái việc quản lý độ bền này nó rất là mệt người luôn. Nhất là anh em khi sửa chữa gì nó rất là tốn tiền, cực kỳ tốn tiền luôn á. Thành ra cái việc sửa chữa này nó rất là xa xỉ. Nói về cái độ bền á thì không phải những cái vũ khí hay là trang bị áo giáp anh em trên người, mà anh em còn thêm một thứ nữa, đó là cái công cụ khai phá dưới này. Hiện tại trong này là nó có 4 5 mục á, nhưng mà nó chỉ mở ra mới có 3 4 mục này thôi. Đầu tiên là cái diều chặt cây. Cái mỏ này thì để mà đào quặng đập đá. Với thêm một cái nữa là cái cần câu. Trong con game này á, anh em là không chỉ có chiến đấu thôi không thôi, anh em còn phải thu nhặt một số tài nguyên nữa. Như là đi nhặt trái thảo dược nè, chặt cây lấy gỗ. Rồi anh em có thể đào quặng lấy sắt đồng gì đó chẳng hạn. Rồi anh em cũng có thể có cái cần câu cá. Lúc đó thì anh em đi câu mấy con cá thôi. Đó là những cái tài nguyên để anh em mà nâng cấp lên. Sau này anh em có thể sử dụng xây dựng hoặc là chế tạo vũ khí hay làm cái gì đó. Hoặc là nấu ăn chẳng hạn. Đó anh em để ý cái ba lô bên đây, nó chỉ có 20 ô thôi. Nhưng mà mấy cái công cụ này độ bền nó rất là thấp luôn. Anh em xài chút xíu là nó hỏng à. Muốn khắc phục cái điểm này thì một á là anh em phải mua mấy trang bị sửa chữa. Còn hai là anh em mua thêm mấy cái này anh em dùng nhờ trong kho. Và cái kho đồ nó bé tí tẹo như thế này, khiến cái độ bền của mấy cái công cụ khai thác tài nguyên này á nó tụt rất là nhanh, nên anh em sẽ thường xuyên thiếu nó. Mà anh em đã thiếu rồi lại càng khó chịu hơn nữa, giống như anh em tham gia một cái nhiệm vụ nó rất là dài vậy đó. Cái nhiệm vụ dài cực là dài ha, anh em đi một quãng đường rất là dài rồi, gần như là xong cái nhiệm vụ rồi, thì lúc đó có một số cái tài nguyên hiếm để anh em có thể khai thác, thì lúc này mấy công cụ nó hỏng mất. Lúc đó anh em sẽ rất là ức chế luôn. Một á, là quay về căn cứ bắt đầu lại cái nhiệm vụ lần nữa để sắm sửa mấy trang bị này, còn hai là chấp nhận bỏ qua mấy cái tài nguyên đó. Cái yếu tố mà công cụ khai thác nó lại có thêm cái độ bền rất là khó chịu nha.
Đây là một cái điểm mà tôi cực kỳ không thích trong con game này. Đó là cái điểm để mình mà có thể coi là cái điểm trừ của con game đó. Rồi. Xong cái hệ thống cơ chế chiến đấu với một số cái vũ khí. Ngoài ra nữa thì bây giờ mới vô một số cái vấn đề là tính năng điều khiển nè. Tính năng điều khiển trong game này cực kỳ khó chịu luôn. Nhất là anh em chơi mà phím chuột á. Hiện tại trong giai đoạn Early Access nó có một cái khuyết điểm rất là lớn. Chưa có tính năng cài đặt lại các nút theo ý muốn. Cả ở bàn phím lẫn tay cầm luôn. Nên con game này thiết kế nút ra sao anh em phải chấp nhận nó như vậy, không thể thay đổi nút được. Đây là một điểm trừ rất là lớn đó. Nhưng mà thiết kế nút con game nó lại cực kỳ tệ hại vô phím chuột nữa. Anh em đỡ đòn bằng nút control trong con game này. Giữa cái việc đỡ đòn và phản đòn nó là hai nút khác nhau. Phản đòn á, anh em phải dùng nút là chùi chữa. Nếu anh em không biết nút này là nút gì á thì đây, nó là cái nút anh em để cuộn chuột trên con chuột á, anh em sẽ phản đòn bằng nút này. Thực tế rất nhiều con chuột nó thiết kế cái nút này để anh em cuộn chứ không phải để đích, nên nó rất khó nhấn luôn. Trong con game này hệ thống chiến đấu cái iframe của nó rất là khó rồi. Anh em phản đòn đã khó rồi, anh em để phản đòn bằng cái nút khó bấm nữa thì nó cực kỳ khó luôn. Nhưng mà anh em đang muốn đổi nút cũng không có đổi được, đó là điều cực kỳ khó chịu. Ngoài ra thì anh em leo trèo trên mấy cái bề mặt đó thì anh em dùng cái phím shift này nó kiêm luôn nút chạy, thậm chí nó cũng kiêm luôn nút nhảy nữa, nó vừa chạy nhanh nó vừa nhảy. Còn cái nút phách mà anh em thường xuyên dùng để nhảy á, lại nó là nút lăn đó, cái nút để lăn lộn né đòn á, nên việc anh em bấm nhầm là rất thường xuyên. Nhưng mà con game này cái tính năng cơ bản đó nó lại chưa có để anh em mà có thể đổi nút, cực kỳ khó chịu luôn. Nên anh em nào không có tay cầm hoặc là không quen chơi tay cầm như tôi á thì hiện tại cái tính năng phím chuột này rất là khó, anh em nên tập chơi tay cầm rồi dần đi đó. Thì đấy là một cái điểm trừ thứ hai của game này. Ngoài ra thì còn một số cái bug lặt vặt không đáng kể nữa, nên trong cái giai đoạn Early Access này anh em có thể trải nghiệm con game là khá là tốt rồi đó. Đây là cái bài review của tôi, anh em nào muốn đọc chi tiết hơn những gì tôi vừa nói anh em có thể lên cái trang web trang chủ này, tôi vừa mới đăng là nó nằm ngay đây luôn. Ngoài ra còn rất nhiều con game tôi review nữa, em lên đây nhấn vô là cứ đọc thôi, hoặc là tôi sẽ để ở dưới cái phần mô tả. Cái phần mô tả của YouTube bây giờ nó nằm bên đây nè, anh em bấm vô xem thêm á thì sẽ thấy tôi để cái liên kết ở phần mô tả ngay chỗ này luôn. Anh em nào thích đọc chữ thì vào đó đọc, anh em nào thích xem video thì vào đó xem video. Về cơ bản tôi chấm mọi mặt của game này á, đầu tiên nha, cái bối cảnh phần tạo nhân vật này thì tôi thấy khá là dị dị tí thôi nhưng mà vẫn hợp mắt. Cái bối cảnh trò chơi á, thì đương nhiên xây dựng vào cái vùng đất giả tưởng hồi xưa rồi, nên cái mức này tôi vẫn là trung lập luôn, thấy nó cũng khá ổn. Cái này để phát triển cốt truyện là chính, chứ mà mình xây dựng thêm rất nhiều thứ. Còn cái phần đồ họa này tôi thấy rất là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng luôn, 10 trên 10 luôn á. Một con game indie nhưng mà cái phong cách, cái phối màu, gam màu, ánh sáng, cái đồ họa, hình ảnh đó, làm rất là tốt. Cả cái phần thiết kế môi trường, bối cảnh mưa gió, sấm chớp gì đó, rất là tuyệt vời. Âm thanh thì cũng ở mức gần như hoàn hảo luôn, nói chung là 7, 8 điểm trên 10 đó. Nếu như bổ sung thêm một số thứ nữa như nhiều thêm nhiều bản nhạc nền hay là nhiều thêm âm thanh nữa thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Nói chung là hình âm thì rất là tuyệt vời đó. Tóm tắt lại rất là đơn giản, thiết kế bản đồ theo quan điểm cá nhân của tôi á thì nó rất là tốt, nói chung cũng 7-8 trên 10 đó, nhưng mà nó có hạn chế đi rất là nhiều. Đó là cái việc con game này Early Access nên cái phương thức đầu tiên á, cái yếu tố đầu tiên là điều khiển nó không tốt, nó không tốt. Với cái thứ hai nữa là nhiều lúc cái camera nó lọt vô mấy cái vị trí rất là khó nhìn, thì cũng như là mình gớt vào mấy cái dùng chỗ gọi là bớt á, gốc lắc á, thì đó là ba cái yếu tố ảnh hưởng đến cái việc thiết kế móc này, mặc dù nó làm khá là tốt nha. Nên cái này vừa là điểm cộng vừa là điểm trừ luôn, nói chung là ở mức là 6-7 điểm thôi đó. Gameplay thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều thứ. Anh em nào thích cái dòng Soul Like á thì có thể thích con game này, anh em nào không thích rồi thì sẽ rất là khó để tiếp nhận nó. Nên cái phần cơ chế chiến đấu này thì cô chưa biết cái giai đoạn về sau ở hay là cái tầm nhìn ở phiên bản hoàn chỉnh nó ra sao, nên hiện tại cái thời điểm này á thì cơ chế chiến đấu nó thì cũng tương đối ổn thôi, chưa thực sự quá tốt cũng chưa đến mức là gọi là tệ được, nên cũng vẫn ở mức trung lập. Cái này là quan điểm cá nhân của một người chơi game như tôi thôi nha. Còn anh em nào dân chuyên nghiệp hay là chuyên về mấy cái dòng Soul Like hay như thế này á sẽ có một cái nhìn khác đó. Cơ chế điều khiển thì cực kỳ tệ hại rồi, cũng như cái yếu tố góp vũ khí ngẫu nhiên á, nó vừa là điểm cộng vừa là điểm trừ luôn. Cá nhân của tôi về cái điểm này á, vũ khí góp ngẫu nhiên với rất nhiều chỉ số thì nó lại là một điểm cộng nha. Còn cơ chế trừng phạt cái chết đó, nó ảnh hưởng đến chỉ số đồ bền, tôi thấy là cực kỳ khó chịu. Cái điểm này là điểm trừ nè, khiến cái công cụ khai thác của mình nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái chỉ số độ bền này luôn, mà lại là trừ của trừ luôn á, cực kỳ khó chịu luôn. Tôi không hiểu tại sao là lại đưa cái tính năng độ bền vô mấy công cụ khai thác như thế này,
mà chỉ xài vài lần là nó hỏng luôn, trong khi cái tiếng nhiệm vụ dài đằng đẵng vậy đó, mình xài mình khai thác không được, mình đi là phần thưởng là đã ít rồi, mình không còn lụm được mấy cái tài nguyên ven đường nữa, nó khó chịu luôn đó. Ngoài ra thì ở giai đoạn Early Access này giá game cũng khá là cao, anh em nên cân nhắc. Mặc dù Việt Nam được chờ giá rồi, chờ giá khá là ổn rồi đó, nhưng mà 500k thì vẫn ở mức cao nha, nên tôi thấy con số này khá là cao đối với bản thân tôi đó. Anh em mà chi tiền như nước thì có thể bỏ qua cái mức giá này cũng được. Ngoài ra thì còn cái roadmap, đây là cái định hướng tương lai của Dev về con game này. Đây, đây là chúng ta đang ở giai đoạn hiện tại gọi là Early Access, còn tương lai thì cái bản update tiếp theo á, Dev sẽ định hướng vào cái multiplayer này. Ngoài ra thì Dev cũng hứa hẹn em một số thứ nữa. Đây nè. Thì có multiplayer, Dev cũng viết thêm một số lỗi, thêm được cái tính năng dừng game ở chế độ người chơi đơn, tức là bây giờ anh em không có dừng game được, nên thêm được cái tính năng này cũng khá là ổn luôn đó. Như anh em đang chơi mà anh em bận việc đi đâu á, không muốn để con game nó chạy hoài. Ngoài ra thì đó, cái tính năng cực kỳ quan trọng mà nãy giờ tôi nói khá nhiều nè, là tính năng mà gán lại cái phím trên bàn phím cho mấy cái chức năng đó. Cái này thì nó quá là cơ bản đi, không phải là lỗi bug nữa, cái này bắt buộc phải có, nên sẽ sớm muộn trong cái bản tương lai thôi. Ngoài ra cũng hỗ trợ cái độ phân giải màn hình 21.9, cái này cũng cơ bản luôn, bắt buộc phải có rồi. Cái này là cực kỳ quan trọng nè, phải tối ưu lại. Chứ không mà con game nó quá đẹp như thế này mà hiệu năng nó lại không ổn định thì anh em không thể cảm nhận được cái điều đó trên những con máy tầm trung như tôi đâu. Đó, đây là những cái tương lai Dev sẽ hứa hẹn trong bản cập nhật tới. Tất nhiên thì cái roadmap thì vẫn phải tuân theo rồi. Đây là chế độ multiplayer. Anh em có thể chơi PvP, cứ là đánh nhau với người khác chẳng hạn. Tính năng co-op thì tôi chưa có thử qua nên cũng chưa nói gì nhiều. Còn đây là cái bản cập nhật kế tiếp nữa, là thêm một cái vùng đất mới cho anh em khám phá luôn. Còn đây là cái bản là trong tương lai, tức là anh em nhìn là thấy rồi, cái tính năng nông trại để anh em có thể trồng cây. Hiện tại trong game anh em chỉ có chặt cây nè, rồi đào phán nè, với mà câu cá thôi. Tương lai thì sẽ thêm rất là nhiều thứ để anh em trồng cây, lúc này anh em có thể chủ động tạo ra mấy nông sản. Còn tính năng xây dựng thì nó vẫn có đó, tính năng xây dựng thì nó vẫn có nhưng mà chưa có hoàn thiện đầy đủ đâu. Đây nè, xây dựng thì anh em chỉ lựa chọn đủ tài nguyên rồi xây dựng nó lên để cho anh em tăng thêm một số chỉ số thôi, ngoài ra thì chưa có gì nhiều. Hy vọng trong tương lai thì con game này sẽ phát triển hơn đó. Đây là tất cả những gì tôi trải nghiệm như con game này. Nếu anh em thấy thích, thấy ổn á, thì có thể lựa qua. Còn lời khuyên thật lòng của tôi á, thì anh em đừng có tin vào bất cứ review nào cả, anh em hãy tin vào cái sở thích bản thân của mình. Nhiều người mà thấy người khác chơi game á là họ không muốn chơi luôn, nhưng anh em cứ thử qua đi. Còn có nhiều người mà khen game rất là nhiều nhưng mà nó không hợp với anh em rồi á, ai khen đi nữa, anh em chơi thấy không thích thì nó cũng rất là khó. Nên quan điểm tốt nhất anh em nên tự mình trải nghiệm con game, tự mình chơi một thời gian, nếu như thấy ổn thấy hợp á thì nó là ok rồi. Còn nếu như thấy không á thì lúc đó anh em mà có thể cân nhắc lại về cái sở thích của mình. Tại vì anh em không thích game đó thì anh em rất là khó hợp với nó, còn anh em là chơi rồi thấy thích rồi á, thấy ổn rồi đó, thì coi như là con game nó truyền tải tốt nhất những gì cho anh em rồi đó. Tốt nhất là tự mình trải nghiệm thôi. Rồi, con game này thì tương đối ổn theo đánh giá cá nhân của tôi ở thời điểm hiện tại là cũng 6 điểm trên 10. Tương lai thì Dev cập nhật fix lỗi rồi đó, tối ưu thêm rất nhiều thứ, cập nhật thêm tính năng nữa. Ở phiên bản đầy đủ thì tôi hy vọng được mức giá là tốt hơn, mức giá là chắc hầu không tốt hơn rồi, hy vọng là con game tốt hơn thôi. Trong cái bản đầy đủ hy vọng sẽ được là điểm 8 hoặc là điểm 9 cũng được, hiện tại như thế này thôi. Hiện tại thì mức 5 mức 6 là vừa ổn như game này, vẫn là đánh giá mixed. Mixed thì nó cũng là chấp nhận, đành chịu. Rồi, bye anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo.